kho mà đang âm thì chắc chắn là phải kiểm tra ở cái tổng hợp tồn kho này xem số lượng có bị âm không đã. Bởi vì số lượng âm thì giá trị kiểu gì cũng sẽ âm. Rồi cứ đồng ý đi. Đây ví dụ như, nhưng mà có mặt hàng nào bị âm đâu, em đã tính giá xuất kho chưa? Em tính rồi đấy. Hay là hôm qua em vào em sửa cái gì, bởi vì lúc đầu nó có Ví dụ như thép hình các loại bây giờ chị sẽ cho chuyển kho này. cái 831 để chị xem, khoan khoan, 831. Thì nó cũng là 800 mấy đây này thì sẽ không âm được, không ảnh hưởng cái âm của em, tí nữa chuyển kho cái là được nhá. Hiểu không? Nó không ảnh hưởng cái chỗ mà âm hàng hóa trên bảng dưới tài khoản của em đâu. Chỉ có điều là thử tí nữa thử chạy lại giá xuất kho, tại vì chị thấy không thấy số lượng âm. Còn ở nhìn đến bảng dưới tài khoản đây thì phát sinh nợ là 9 tỷ 3 mà phát sinh có là 9 tỷ 4, chứng tỏ là kiểu cái giá xuất của mình đang bị cao, cao hơn giá nhập. Nói chung mà tính lại giá xuất kho đi em nhé, chắc chắn là giá xuất này đang bị sai đấy nha. Hay chị dạy em lại cái quy trình tính giá xuất kho, vì lần đấy em cũng tính giá xuất kho từ lần trước, em cứ mò Ok, mò theo cuốn sách họ dạy đây thử tính nhé. lại là xuất giá xuất kho đây cho chị này. Đây vào kho tính giá xuất kho em này, đó năm 22 nhá, vẫn là tức là kỳ mình tính cho đang làm báo cáo năm 22 đúng không, thì em chọn năm 22 này, kỳ tính giá theo tháng nhá. Theo tháng tức là ở đây có thể chọn tháng, quý hoặc năm, nhưng mà thông thường mình sẽ chọn cái kỳ nhỏ nhất thì cái giá của mình nó sẽ chính xác nhất. Đó, cho nó chạy giá xuất kho rồi vào kiểm tra lại. Đây đây, nó không bị âm nữa Ok, em chạy lại giá. Nói chung là có nếu bị âm thì kiểu trong quá trình mình sửa nhập kho xuất kho ấy mà quên không chạy lại giá xuất kho ấy. Đấy, thì em cập nhật lại là được nhá. Nếu mà đấy là do cái lỗi kia. Đấy, còn giả sử em chạy lại rồi mà vẫn bị âm thì mình lại tìm phương án lỗi khác nhá. Thực ra này kho âm nó cũng nhiều lỗi nha, tùy tình hình.